Bây giờ đi ăn bánh bèo cô Thủy ở đài. Đây là tiệm bánh bèo của cô Thủy. Là cái cách là đặc sản đặc biệt ở Tâm Kỳ đây. Đó. Bây giờ vô đây mình coi bánh bèo. Đây là bánh bèo đây, đặc sản ở Tâm Kỳ của cô Thủy. Đây. À. Đây bỏ nước mắm này cho ông anh này lên đi để lên YouTube được cho nó đẹp. Đặc sản Tâm Kỳ đây. Đây là một tre bánh bèo đi Dương. À, Dương này đó, bánh bèo đó, là gì? À, thấy không? À, má là người Dương này. Đó, kéo đi vô. Bánh bèo ngon quá. Bánh bèo được em, ngon không? Ngon em, rồi cả này. Đồ cao lắm mà. Nhìn dư thử. Rồi. Ướt nè. Ok. Rồi. Trời ơi. Cho mấy đứa nhỏ nó thấy nó thì. Mấy đi. Đi trong biển rồi đó. Đâu Dân? Ngon không? Được không? Ai được đây? Ai được? Ngoài. Ai được? Đủ cái này mấy đứa nhỏ học sinh rồi tới đây đang. Đông đông đủ lắm. Ở đây mình cũng ăn, thì dầu như cái chè rồi. Cảm ơn ông đi, ngon con. Cảm ơn ông ngon quá hỉ. Đây nè con, con ăn bánh bèo này con nhìn này dễ thương này, con ăn ngon không? Dạ. Ngon không con? Dạ. Đó, dạ. Con đó, đang bánh bèo này, đó, đó hấp nha con. Đó. Cảm ơn ông, dù như mùa rồi. Đây. Con ăn bánh bèo hả? Ngon hay con ha? Ngon bánh bèo. Đó, dễ thương chưa? Đó. Còn chung ra buổi sáng, dễ thương quá đi. Ok. Trời, bánh bèo hấp dẫn quá. Rất là dễ. Bưng cái cát đây, bưng cái cát.